Xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 88. Có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay đơn vị em lại tiếp tục cập đến một siêu phẩm trong phân khúc crossover, một chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 được sản xuất và đăng ký 2017 quý anh chị nhé. Đó, và hiện tại chiếc xe này của em vừa mới cập đến cửa hàng, chưa qua spa, chưa qua rửa dọn gì cả, nhưng chất xe nó đẹp quá, thế nên là em quay lên để cho những anh chị nào thích xem xe mộc mạc thì quý anh chị có thể xem xét và đánh giá lựa chọn nhé. Với mức giá hiện tại cho chiếc CX-5 2.0 2017 này, bên em đang chào bán mức giá chỉ với 675 triệu đồng, giá trên vẫn còn thương lượng được quý anh chị ạ. Đó, biển sẵn gốc Hà Nội. Và chiếc xe này của em mới chỉ lăn bánh có hơn 3 vạn mai thôi ạ. Còn quá là mới, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng quý anh chị nhá. 3 vạn mai full lịch sử bảo dưỡng, em cam kết ODO chuẩn theo xe. Đó, không quay tua quý anh chị nhá. Và chất xe nó như nào thì em sẽ đi cùng anh chị trải nghiệm một vòng quanh xe này. Đó. Xe thì được khoác lên mình tông màu lâu. Đó, một trong cái màu cũng đi khi ra nắng rất là dễ nhìn, đẹp. Đó. Vì là xe mộc thì lên đây quý chị nhìn cho em này. Đó. Nó chỉ có một vài vết xước sát nhỏ nhỏ thôi, thì một là có thể đánh bóng, hai là phải tỉa qua một chút, thì sau clip này em sẽ cho đi tỉa lại toàn bộ quý chị nhá. Và dọn dẹp sạch sẽ luôn. Lốp lát thì đây quý chị có thể nhìn thấy la răng này. La răng của xe còn cực kỳ là mới luôn. Đó, và lốp vẫn là liền đời quý chị nhá. Lốp theo xe cả dàn luôn đấy ạ. Xe mới chạy có hơn 3 vạn thôi mà. Lốp theo xe cả dàn luôn. Đó, đây, một vài vết xước sát nhỏ nhỏ thôi. Đó. Lốp lắp còn quá mới, quá dày luôn quý chị ạ. Đi thoải mái luôn. Đây. Lốp sơ cua cũng còn chưa hạ quý chị nhá. Lốp sơ cua chưa hạ đâu ạ. Mới kính luôn. Đó. Sơ cua chưa hạ. Rất đẹp. Phía bên này thì cũng có một chút xước sát nhỏ nhỏ thôi. Đó. Đây. Em rất là khách quan thôi, quay trực tiếp luôn cho quý anh chị xem. Đó, một xước răm nhỏ nhỏ thôi, về cũng chỉ tỉa tót thôi. Đây ạ. Ba đờ sốc cũng rất là đẹp. Rồi, em đi qua một vòng quý anh chị nhá. Quý anh chị xem. Và bên trong khoang nội thất đây ạ, để xem rằng chất xe 3 vạn có chuẩn không quý anh chị nhá. Đây, đầu tiên phần táp đi cửa quý anh chị nhìn giúp em này, ni lon cũng còn chưa bóc luôn. Gia chủ đi cực kỳ là gìn giữ. Xe chưa qua rửa dọn, chưa qua hút bụi gì đâu quý anh chị nhá. Đó. Ghế da đây, ghế da Mazda đây ạ. 2017 đây quý anh chị nhìn cho em xem có chuẩn 3 vạn không quý anh chị nhá. Rất mới luôn. Ghế da còn cực kỳ căng. Vô lăng nguyên phần luôn quý anh chị ạ. Rất mới. Đó. Khu vực cần số cũng vậy này. Còn quá là mới luôn quý anh chị ạ. Đó. Hàng ghế sau đây ạ. Mới cực kỳ luôn ạ. Rồi, em cũng sơ qua để quý anh chị xem nhá. Đó. Đánh giá sau khi spa tỉa tót xong, em sẽ làm lại một clip chi tiết hơn nữa để quý anh chị xem. Đó, còn hiện tại xe mộc, chất xe đã rất là ok rồi quý anh chị ạ. Đó, 675 triệu đồng có thương lượng quý anh chị nhá. Anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này, alo nhấc máy ngay cho em Trường, số điện thoại 0926 743333 để em có thể tư vấn, hỗ trợ và chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa để gia đình mình có thể sở hữu một chiếc xe tốt, phục vụ cho gia đình, phục vụ cho công việc một cách hiệu quả hơn nữa ạ. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.